Tháng 11 năm 2023, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đi kiểm tra thực địa nghiên cứu đầu tư dự án đường nối cầu Cửa Lục 1, cầu Tình Yêu với cầu Cửa Lục 3, cầu Bình Minh. Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất của đơn vị tư vấn, dự án gồm có tuyến đường chính chiều dài gần 8 km, điểm đầu tại nút giao đường dẫn cầu Tình Yêu, điểm cuối tại nút giao đường dẫn cầu Cửa Lục 3, trên địa bàn 2 xã Lê Lợi và thống nhất thành phố Hạ Long. Tuyến đường nhánh dài 1,5 km điểm cuối tuyến tại nút giao giữa đường tỉnh 342 với quốc lộ 279. Nhằm giữ gìn cảnh quan, môi trường, toàn tuyến có tổng cộng 5 cầu lớn, trong đó tuyến chính có 4 cầu và tuyến nhánh có 1 cầu. Trong đó, tuyến nhánh là tuyến từ nút giao cầu cửa lục 2, đường nối hai cầu với quốc lộ 279. Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, chủ trương đầu tư dự án đường nối cầu tình yêu với cầu cửa lục 3 là hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021. 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung thành phố Hạ Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thông báo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về danh mục các dự án khởi công trong giai đoạn 2023-2025. Công trình được triển khai sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tạo không gian phát triển mới cho thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy vịnh cửa lục làm trung tâm kết nối theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long và các vùng núi phía bắc của thành phố để triển khai các bước tiếp theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh yêu cầu các sở ngành cùng thành phố hạ long tham gia ý kiến để đơn vị tư vấn hoàn thiện nghiên cứu đề xuất dự án với mục tiêu hướng tuyến hạn chế tối đa tác động tới cảnh quan thiên nhiên môi trường và hệ sinh thái rừng ngập mặn tại đây quy mô dự án đồng bộ với cầu tình yêu và cầu cửa lục ba các cây cầu trên tuyến phải được thiết kế hiện đại độc đáo để đây không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn tạo ra điểm nhất về kiến trúc cảnh quan, điểm đến chiêm ngưỡng, ngắm cảnh của nhân dân và du khách. Về cơ bản, tuyến đường kết nối cầu cửa lục 1 và 3 phần lớn gồm các cầu vượt vịnh cửa lục. Tuyến đường nêu trên chủ yếu đi qua các khu vực nuôi trồng thủy sản và rừng ngập mặn của người dân thuộc hai xã Lê Lợi và Thống Nhất, thành phố Hạ Long. Trong đó có một đoạn ngắn đi qua khu vực thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất. Đây là tuyến đường có thể thay thế cho một phần quốc lộ 279 từ nút giao giếng đáy. Quốc lộ 279 đến cầu cửa lục 3. Đoạn cuối tuyến đường kết nối với cầu cửa lục 3 chủ yếu đi qua rừng ngập mặn. Nhằm giữ gìn cảnh quan, môi trường, toàn tuyến có tổng cộng 5 cầu lớn, trong đó tuyến chính có 4 cầu và tuyến nhánh có 1 cầu. Ngày 1 tháng 1 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khánh thành cầu Bình Minh cầu cửa lục 3, cây cầu thứ hai nối hai khu vực Hạ Long Hoành Bồ sau 4 năm sáp nhập.